Bắt đầu từ 8 giờ sáng nay, các công trình thủy lợi trạm bơm tiêu úng và hệ thống sông Hồng, sông Luộc trên địa bàn tỉnh đã vận hành hết công suất phục vụ tiêu thoát nước nội đồng, giảm thiểu thiệt hại sản xuất nông nghiệp của người dân. Tại trạm bơm Triều Dương, huyện Tiên Lữ, ngay từ sớm, lực lượng cán bộ kỹ thuật, nhân viên đã chủ động thực hiện kiểm tra các tổ máy, trục vớt rác đọng tại các miệng thu, tấm chắn và kiểm tra mực nước ở bể hút, bể xả để đảm bảo điều kiện vận hành tiêu úng. Đến 9 giờ, tại cả hai trạm bơm cụm A và cụm B của trạm đã vận hành tổng số 9 trên 9 tổ máy với công suất 8.000 mét khối giờ cho một tổ máy. 8 giờ sáng hôm nay là nước sông Luộc là nó xuống mức cho phép, là chúng tôi đã vận hành hết cơ số máy và mực nước bể hút là 2,8 m và mực nước bể xả là 6,2 m. Chúng tôi cố gắng làm sao mà chạy để giúp cái nước đệm trong đồng và tiêu dân sinh cho bà con. Hiện mực nước tại các kênh tiêu, tưới, nội đồng rất lớn. Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã phối hợp với các địa phương thực hiện vận hành các trạm bơm 24/24 giờ ở những nơi đủ điều kiện bơm tiêu. Đối với các trạm bơm ra hệ thống sông Bắc Hưng Hải, các trạm bơm tiêu nội đồng thì tùy vào tình hình thực tế để thực hiện bơm tiêu úng khi có đủ điều kiện. Hiện 100% quân số các đơn vị trực tại các điểm công trình, trạm bơm, vật tư, trang thiết bị đầy đủ để đảm bảo cơ số vận hành máy tốt nhất, kịp thời tiêu úng, cứu lúa, hoa màu, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho sản xuất. Các vùng úng ngập nặng, vùng diện tích lúa đổ sẽ được khoanh vùng để tiêu úng trước. Thường xuyên đi kiểm tra nội đồng và kiểm tra các tuyến canh chính để đảm bảo khơi thông dòng tẩy. Hiện nay mực nước sông Hồng lên cao, cái áp lực nước cao cho nên là không thể đạt hết 11 tổ máy gà được. Thì chúng tôi đã cố gắng hoạt động 8 máy trên 11 tổ máy với công suất là 18.000 mét khối trên giờ để đảm bảo tiêu úng một cách tốt nhất. Hiện do mực nước trên các sông và hệ thống công trình thủy lợi vẫn rất cao, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ, nắm bắt các bản tin dự báo, diễn biến của mưa lũ để phối hợp kịp thời với các đơn vị liên quan, người dân trong công tác phòng chống ngập úng.